Xin kính chào quý khán giả đang trở lại với chương trình Xe và Xu hướng phát sóng trong khung giờ quen thuộc lúc 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi những nội dung trong chương trình hôm nay. Mở đầu là các thông tin về thị trường xe trong tuần qua. Tiếp theo là các chuyên mục thời sự xe, trao đổi về lốp xe và cách chăm sóc lốp xe cùng với Bridgestone Việt Nam. Cuối chương trình là chuyên mục thử xe cùng trải nghiệm các mẫu xe Ford thế hệ mới. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chương trình. Mở đầu chương trình hôm nay, thưa quý vị, từ tháng 11 năm 2023 đến hết quý 2 năm 2024, Mercedes-Benz Việt Nam thực hiện chương trình tặng kèm bộ sạc tại nhà Mercedes-Benz One Box trị giá 46.950.000 đồng cho khách hàng khi mua các dòng xe thuần điện EQ chính hãng bao gồm EQS, EQB và EQE. Song hành cùng việc không ngừng mang về những phiên bản xe điện cao cấp nhất, hãng xe Đức còn đẩy mạnh các hoạt động ưu đãi dành cho khách hàng xe thuần điện. Cụ thể, từ tháng 11 năm 2023 cho đến hết quý 2 năm 2024, kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024, khi mua xe thuần điện EQ của Mercedes-Benz, khách hàng sẽ được tặng kèm bộ Mercedes-Benz One Box trị giá 46.950.000 đồng. Riêng trong quý 4 năm 2023, các mẫu xe thuần điện còn đang được áp dụng đồng thời chương trình tri ân khách hàng thân thiết. Đây là chương trình dành riêng cho những khách hàng đã mua tối thiểu 2 xe mới từ hệ thống nhà phân phối chính hãng Mercedes-Benz Việt Nam trong thời gian 5 năm kể từ ngày đăng ký xe đầu tiên. Cụ thể, trong khuôn khổ chương trình đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, khi khách hàng mua mới các mẫu xe của Mercedes-Benz, bao gồm các dòng xe lắp ráp trong nước CKD lẫn các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc và xe thuần điện CBU, sẽ nhận ngay ưu đãi chiết khấu 2% từ chiếc xe thứ hai. Hiện nay, Mercedes-Benz đang cung cấp hai tùy chọn cho việc sạc điện xe EQ tại nhà, bao gồm Mercedes-Benz One Box và Flexible Charger. Trong đó, Mercedes-Benz One Box giá bán lẻ 46.950.000 đồng, chưa bao gồm chi phí lắp đặt tại nhà là bộ cắm sạc chuyên dụng được lắp đặt tại nhà dành cho khách hàng. Có thể dùng nguồn điện cấp vào loại 1 pha hoặc 3 pha. Đối với Flexible Charger, bộ sạc này bao gồm hộp điều khiển sạc chính kết hợp cùng nhiều cáp chuyển đổi nguồn vào khác nhau để khách hàng dễ dàng mang theo xe trong các chuyến du lịch. Bằng bộ sạc Flexible Charger, khách hàng có thể cắm sạc trực tiếp vào ổ điện 220V dân dụng, ổ điện 1 pha chuyên dụng hoặc ổ điện 3 pha tại bất kỳ đâu. Hai giải pháp sạc này giúp khách hàng hoàn toàn có thể linh động khi cắm sạc cho các mẫu xe thuần điện của hãng tại nhà, cũng như khi di chuyển trong các chuyến đi xa. Một thông tin đáng chú ý khác cũng từ Mercedes-Benz Việt Nam. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ có sự điều chỉnh giá đối với một số dòng xe nhập khẩu CBU của hãng. Mức điều chỉnh giá này áp dụng cho 5 dòng xe nhập khẩu do có sự ảnh hưởng bởi lạm phát và được điều chỉnh tăng giá từ 50 đến 120 triệu đồng tùy từng mẫu xe và phiên bản. Mức giá cũ vẫn sẽ được áp dụng đối với các khách hàng hoàn tất thủ tục và nhận xe đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ngày 21 tháng 11 năm 2023, VinFast đã chính thức ra mắt mẫu xe điện thông minh phân khúc C VF7. Với thiết kế phóng khoáng, công nghệ đỉnh cao, khả năng vận hành vượt trội, VF7 được định vị là mẫu xe dẫn lối đam mê, đưa người dùng tiến vào kỷ nguyên di chuyển điện hóa. VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc VF7 từ 12 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2023 với giá bán từ 850 triệu đồng. Dự kiến những chiếc VF7 thương mại đầu tiên sẽ được VinFast bàn giao cho khách hàng trước Tết Nguyên Đán. VF7 là mẫu SUV điện thông minh thứ 6, hoàn thiện giải sản phẩm SUV thuần điện, phủ đủ các phân khúc từ A đến E của VinFast. VinFast VF7 có hai phiên bản là Base và Plus. Đầu và đuôi xe được định vị nổi bật với dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng của VinFast. Mui xe vuốt xuôi về phía sau kiểu coupe, cùng hốc bánh xe lớn la răng hợp kim lên tới 20 inch, góp phần tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ và thể thao. VF7 được thiết kế hướng tới người lái, với các điểm nhấn ở nội thất là màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn lên tới 12,9 inch, hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD, vô lăng V-cut, phối hai màu độc đáo, cùng dàn phím bấm chuyển số được thiết kế tinh tế như những phím đàn piano. Về vận hành,
VinFast trang bị cho VF7 phiên bản Plus hai động cơ điện có tổng công suất tối đa lên tới 260 kW, tương đương 349 mã lực, một bánh xoắn cực đại 500 Nm cùng hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian, biến mẫu xe này thành cỗ máy mạnh nhất phân khúc. Kết hợp với bộ pin dung lượng 75,3 kWh, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa lên tới 431 km một lần sạc đầy. Trong khi đó, VF7 phiên bản Base được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 130 kW, tương đương 174 mã lực. Một bánh xoắn cực đại 250 Nm cùng bộ pin dung lượng 59,6 kWh, có khả năng di chuyển quãng đường tối đa 375 km một lần sạc đầy. Nếu như phiên bản Plus sẽ đáp ứng tối đa đam mê tốc độ và nhu cầu di chuyển trên những chặng đường dài, thì phiên bản Base sẽ là lựa chọn đầy phong cách và linh hoạt trên những cung đường đô thị. Về tính năng an toàn, xe được trang bị tới 8 túi khí cùng đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động tiên tiến. Đặc biệt, phiên bản Plus được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao. VinFast VF7 bản Base có giá 850 triệu đồng chưa bao gồm pin và 999 triệu đồng đã bao gồm pin. Bản Plus có giá 999 triệu đồng chưa bao gồm pin và 1.199 triệu đồng đã bao gồm pin. VinFast áp dụng gói thuê pin 2,9 triệu đồng một tháng cho quãng đường di chuyển tối đa 3.000 km một tháng và 4,8 triệu đồng một tháng nếu đi nhiều hơn 3.000 km. Xe được bảo hành chính hãng 10 năm hoặc 200.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Pin đi kèm xe được bảo hành 10 năm không giới hạn số km. Xin kính chào quý vị, tiếp tục trở lại với chuyên mục Thời sự xe của chương trình Xe và Xu hướng ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp tục với các cái chủ đề về chăm sóc xe, thì trong chuyên mục Thời sự xe ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin về lốp xe. Đề tài này thì chương trình cũng đã nhiều lần chia sẻ, tuy nhiên ngày hôm nay tiếp tục với chủ đề về lốp xe thì chúng tôi rất là vui khi có sự hiện diện của anh Lê Chí Hào, là trưởng phòng cấp cao phòng kinh doanh lốp theo xe và phòng dịch vụ kỹ thuật của Bridgestone Việt Nam. Vâng, rất cảm ơn anh Hào đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi. Xin chào anh Thạch Trưởng và xin chào quý khán giả chương trình Xe và Xu hướng. Trước tiên thì trước khi mình đi vào những cái kiến thức về lốp xe cũng như là những cái cách chăm sóc lốp, thì xin anh chia sẻ một chút là hiện nay Bridgestone Việt Nam đang phân phối những cái dòng sản phẩm lốp xe nào ở trên thị trường ạ? Vâng. Bridgestone Việt Nam hiện nay phân phối dòng sản phẩm lốp xe khá đa dạng ở thị trường Việt Nam. Ví dụ lốp xe ô tô, hay là còn gọi là lốp xe du lịch, lốp xe tải và bít, lốp xe gắn máy phân khối lớn, lốp xe đặc chủng. Này, lốp xe đặc chủng này bao gồm lốp xe nâng, lốp xe công trình và lốp xe cầu cảng. Yeah. Thì Bridgestone không chỉ phân phối cho hệ thống đại lý trên toàn quốc và phân phối luôn cho cả hệ thống các nhà lắp ráp xe ở Việt Nam. Yeah. Thì các nhà lắp ráp thì tôi cũng được biết, bởi vì mình cũng đi tham quan khá là nhiều nhà máy ở Việt Nam, thì mình thấy là Bridgestone cũng có mặt rất là nhiều ở các cái nhà máy sản xuất lắp ráp xe tại Việt Nam. Đi xe thì tất nhiên mình sẽ sử dụng lốp xe, tuy nhiên có rất là nhiều người vẫn chưa biết cái cấu tạo của lốp xe như thế nào. Rồi ở trên lốp xe nó có rất là nhiều thông số, đúng không ạ? Và nhiều khi mình cũng chả biết cái thông số đó là nó có ý nghĩa như thế nào. Thì nhân đây anh Hào có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết những cái chi tiết này ạ. Trước tiên thì Hào xin cầm một cái mẫu cắt của một chiếc lốp xe ra để mọi người nhìn. Thực ra lốp xe là một cái khối hình, gọi là có thể là hình tròn đi. Thì khi mà mình cắt ra cái mẫu thì mình nhìn sẽ có cái biên dạng là như vậy. Thì để nói về cái cấu tạo của lốp xe, trước tiên mình nói về cái mà bốn cái chức năng chính của lốp xe. Là thứ nhất là chịu tải trọng của xe. Thì để chịu được tải trọng thì lốp xe phải có cái cấu trúc thân lớp bên trong để gọi là bảo vệ cái không khí và chịu được cái khối lượng tải trọng của xe, hành khách và hàng hóa. Thứ hai là chức năng để gọi là giúp xe có thể di chuyển, tức là lăn bánh hoặc phanh xe khi cần. Nó dựa trên cái bề mặt tiếp xúc ở trên đây, của gọi là mặt lớp. Thì mặt lớp thì ở đây cũng có những cái rãnh gai ở đây để gọi là vừa nói về cái tuổi thọ lớp, hoặc là để thoát nước khi mà chạy trên đường ướt. Và thứ ba là cái tính năng của lốp xe ở đây chính là giúp cho xe có thể gọi là hấp thụ
thù những cái chấn động khi mà lớp xe lăn bánh trên mặt đường. Thì hông lớp thì sẽ có một vai trò rất là quan trọng khi mà lăn bánh trên mặt đường, thì hông lớp sẽ hấp thu những cái rung động, đúng. Và cuối cùng là chuyển hướng, thì mình có thể đi thẳng hoặc là mình rẽ, mình chuyển hướng hoặc đọa lại. Thì nhờ cái mặt lớp này tiếp xúc tốt với mặt đường thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng gọi là chuyển hướng hoặc là phản hồi khi mà mình đánh tay lái. Thì bên cạnh đó, bên trong lớp xe còn có những cái lớp bố thép, thì lớp bố thép này thì giúp sẽ gia cố cái mặt lớp để có thể bám đường tốt hơn và giúp chống cắt. Hay xuống một phần dưới bên đây thì gọi là ta lông, thì ta lông này là phần để ráp vào cái mâm lớp. Thì để có thể gọi là lớp xe giữ cố định lại, chính xác. Thì bên trong nữa là lớp kính khí, thì lớp xe nào để có thể gọi là chịu được tải trọng thì chắc chắn phải có áp suất khí bơm vào bên trong, thì mình phải có một cái lớp kính khí bên trong để giữ lại cái không khí khi mình bơm vào. Và cuối cùng là hông lớp, thì như hồi nãy anh Thạch trưởng có chia sẻ là hông lớp là nơi mà thể hiện những cái ký hiệu của lớp xe, thì thông qua đây mình có thể biết được, đọc được cái kích cỡ của lớp xe, hoặc là thông số tải trọng của lớp, tốc độ của lớp xe, hoặc là kiểu loại lớp là gì, cũng như những cái thông số khuyến cáo như thế nào để cho người tiêu dùng có thể chọn được chiếc lớp phù hợp nhất. Như anh Hào vừa chia sẻ thì những cái chỉ số rất là nhiều. Như vậy thì mình có cần phải nhớ những cái thông số này hay không, và nó có ý nghĩa như thế nào khi mà mình sử dụng lớp? Vâng, thật ra mình không cần nhớ hết đâu anh. Thông thường trên mỗi chiếc xe đều có cuốn mà hướng dẫn sử dụng, hoặc có một cái tem nhãn dán ở phía mà chỗ mà bắt gọi là tay lái á, hay mình ngồi á, hoặc là hay nắp xăng á, là có cái thông số về kích cỡ lớp xe cũng như áp suất lớp xe là bao nhiêu. Thì dựa trên đó mình có thể đọc được cái kích cỡ lớp xe. Ví dụ một chiếc xe có kích cỡ là 235/45R19, thì nếu mà mình mua lớp thì mình phải nhìn trên hông lớp, mình sẽ chọn đúng cái kích cỡ đó là cũng là 235/45R19. Và cái chỉ số tải trọng ví dụ là 99 thì mình cũng phải chọn đúng là 99. Thì như vậy thì nó chắc chắn sẽ đảm bảo về vấn đề an toàn, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như là yêu cầu của bên chỗ mà cục đăng kiểm khi mà mình đi xét kiểm duyệt xe. Thưa anh Hào, thì như vậy thì lốp thì rất là nhiều, nhưng mà làm thế nào để mình có thể mình chọn được một cái lốp cho đúng với cái chiếc xe của mình đang sử dụng, cái phân khúc nào, rồi chăm sóc như thế nào cho đúng cái quy chuẩn của nhà sản xuất, rồi ví dụ như là bây giờ cái lốp mình nó bị hư thì mình thay như thế nào, và có cần phải thay cả 4 lốp hay không, hay là chỉ cần thay 1-2 cái là được ạ? Trước tiên về chọn lốp thì đối với cái dòng xe ô tô á, chắc mọi người đều biết rồi, khi mà mình mua một chiếc xe thì nếu mà dòng xe sedan thì được thiết kế theo một dạng tính năng khác, hoặc là dòng xe mà thể thao đa dụng SUV cũng sẽ được thiết kế theo một dạng công dụng khác. Thì đối với dòng sedan thì thông thường á, người tiêu dùng mong muốn mang lại cảm giác là êm ái và chạy cảm thấy có cảm giác thoải mái ngồi trên xe, thì mình nên chọn cái dòng lớp theo sự thiết kế của hãng lớp là êm ái và thoải mái. Thì mỗi một hãng sẽ có một cái dòng lớp riêng, chứ không phải lớp nào cũng giống lớp nào. Thì nên mình phải chọn đúng cái mà yêu cầu của mình chia sẻ với lại người bán hàng hoặc là đại lý lớp, thì họ sẽ tư vấn cho mình. Đối với dòng xe mà thể thao đa dụng á, thì thông thường á, là họ mong muốn là cảm giác lái phải chắc chắn, rồi phải có sự bền bỉ hơn. Thì họ yêu cầu cái lớp thì họ phải có cái tính năng mà bám đường tốt hơn, hoặc là cảm giác mà đánh lái như thế nào nó sẽ cảm thấy chắc chắn hơn, thì mình phải chọn cái lớp mà có cái dòng mà gọi là bền bỉ và chắc chắn hơn. Thì mình cũng sẽ có cái dòng sản phẩm khác, tức là mỗi một dòng xe mình sẽ có một cái dòng sản phẩm khác nhau để phù hợp với cái tính năng của cái dòng xe đó. Câu hỏi tiếp theo là liên quan tới chăm sóc lớp. Thật ra đây là một cái vấn đề cũng gọi là khá phổ biến, mà nhưng mà nhiều bác tài hoặc là những người mà lái xe họ lại ít quan tâm. Cái yếu tố đầu tiên rất quan trọng chính là áp suất hơi của lớp xe. Thì áp suất hơi của lớp xe, thứ nhất theo khuyến cáo mình phải định kỳ kiểm tra, thì ở đây tốt nhất là mình phải kiểm tra hàng tháng. Cái thứ hai là mình phải kiểm tra về độ mòn của mặt lớp, mặt chạy, độ mòn. Thì những cái độ mòn ở này á, thì sẽ giúp mình biết được lớp khi nào cần phải thay. Ví dụ nếu như mà độ mòn
mà mòn tới cái vị trí mà cái gờ báo thị chỉ thị mòn là ở đây, thì thông thường á ở bên hông lớp nó có một cái dấu tam giác. Thì dấu tam giác này sẽ giúp mình biết được cái vạch chỉ thị mòn ở đâu. Thì khi mà những cái gờ cao su này mòn tới cái vạch chỉ thị mòn này thì mình phải chắc chắn phải thay lớp. Nếu như mà mình không thay thì nó sẽ rất là ảnh hưởng tới cái sự an toàn của mình. Và một điểm nữa ở đây Hào cũng mong muốn chia sẻ là liên quan tới cái việc mà mình chăm sóc lớp xe, là mình phải định kỳ đi hàng tháng đi kiểm tra áp suất, và định kỳ 6 tháng mình phải đảo lớp. Và khi mà việc bơm áp suất hơi á thì mình phải tuân thủ theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất xe. Thì thông thường trên cái vị trí mà ghế của tài hoặc là cái nắp xăng á, mình có dán cái nhãn đó thì nó sẽ báo hiệu được có cái khuyến cáo về mà áp suất lớp là bao nhiêu, thì nên mình bơm theo cái áp suất đó. Thói quen của người tiêu dùng thì bên chỗ mà phòng kỹ thuật bên Bridgestone cũng đi khảo sát á, đa phần á, là người tiêu dùng á, bơm áp suất hơi không phù hợp. Một là quá cao, hai là quá thấp. Quá cao hoặc là quá thấp cũng đều ảnh hưởng tới cái bề mặt lớp tiếp xúc với đại mặt đường. Ví dụ quá cao thì mặt lớp nó sẽ bị vền lên, nhưng mà quá thấp thì hai bên vai lớp xẹp xuống nhiều quá. Đúng rồi, ở giữa thì nó lại bị gọi là cong lên, dẫn đến nó không tiếp xúc tốt với mặt đường, thì nó đều ảnh hưởng tới cái sự an toàn khi lái xe. Thì đây là những cái chia sẻ về khuyến cáo về việc mà chăm sóc lớp, để cho mọi người hiểu hơn thì sao phải duy trì được cái áp suất hơi tốt nhất thì mình sẽ an toàn. Thông thường á, theo khuyến cáo của hãng á, thì nếu như mà lớp đã mòn rồi thì mình nên thay đồng đều ít nhất là cùng một chục là hai lớp, nó sẽ tốt. Thì như vậy thì thưa quý vị là như vậy, anh Hà vừa chia sẻ là chúng ta nên thay cả hai cùng một trục, đúng không ạ? Ví dụ như là lớp trước thì thay cùng với nhau hai lớp trước, lớp sau cũng vậy. Thưa anh, như vậy thì làm thế nào để cho cái chuyến đi của mình nó an toàn hơn, và nhất là khi mà đi xa đó, những cái chuyến đi đường dài, thì anh Hào có những cái lời khuyên như thế nào để những người lái xe trước khi đi họ phải cần phải kiểm tra lốp xe như thế nào để cho nó an toàn? Vâng, thì liên quan tới việc mà kiểm tra lốp xe trước những chuyến đi dài thì thông thường bên hãng sẽ khuyến cáo đầu tiên là chắc chắn là mình nên kiểm tra áp suất lốp. Thì áp suất lốp là một yếu tố rất là quan trọng để lốp xe có thể chịu được tải trọng của xe cũng như lăn bánh an toàn nhất cho hành trình của mình. Thì khi mà mình đi kiểm tra áp suất lốp, mình nên yêu cầu chỗ có thiết bị đo áp suất hơi cụ thể, hoặc trên mỗi chiếc xe nếu mà có gắn sẵn cái thiết bị mà đo áp suất hơi thì càng tốt, mình có thể giám sát được cụ thể chỉ số áp suất hơi là bao nhiêu. Cái thứ hai thì cũng là một yếu tố mà mình nên, thì mình phải đi cân chỉnh thước lái hoặc là độ chậm hoặc là kể cả cân bằng đồng của lớp để mình có một cái chuyến đi an toàn nhất và thoải mái nhất. Và cuối cùng là mình nên xem xét những cái yếu tố liên quan tới khi mà lớp mà đi đường dài thì mình nên đi kiểm tra là ngoại quan coi lớp có bị cắt hay là có bị nứt chân chim do nhiệt hay lão hóa hay không, thì để mình khi mà mình lái xe mình an tâm nhất. Và cũng một yếu tố nữa là liên quan tới mà kiểm tra về độ mòn của lớp. Nếu như lớp đã mòn tới gần 3mm rồi thì mình nên thay cho cái chuyến đi dài của mình nó an toàn hơn. Rất cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích vừa rồi, rất là nhiều thông tin của anh Hào. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm khép lại chuyên mục thời sự xe tuần này với những câu chuyện rất là thú vị với anh Lê Chí Hào đến từ Bridgestone Việt Nam, và chúng tôi sẽ còn tiếp tục câu chuyện này trong chuyên mục thời sự xe tuần sau. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả, tiếp tục trở lại với chuyên mục thử xe của chương trình Xe và Xu hướng tuần này. Thưa quý vị, trong những ngày giữa tháng 11 vừa qua thì chương trình đã có dịp tham gia một cái chuyến trải nghiệm rất là thú vị của Ford Việt Nam để trải nghiệm những cái mẫu xe mới của Ford từ cái cung đường Hà Nội đi Cao Bằng. Và tại Cao Bằng thì chúng tôi cũng đã có dịp lái xe qua rất là nhiều cung đường khác nhau để trải nghiệm những cái mẫu xe thế hệ mới của Ford ra mắt trong năm 2023 vừa qua, ví dụ như là Ford Ranger, Ford Raptor và Ford Everest thế hệ mới. Thì ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi xem lại những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được trong cái chuyến trải nghiệm này và một số ý kiến, nhận xét, đánh giá của những người tham dự chương trình lần này nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Kể từ khi ra mắt các dòng xe thế hệ mới của Ford, điển hình là bộ ba sản phẩm Ford Ranger, Ranger Raptor và Everest đã được giới chuyên gia cũng như khách hàng đánh giá cao, tái định nghĩa các tiêu chuẩn trong phân khúc cạnh tranh của mình. Được chế tạo để mang tới sự phấn khích cho khách hàng, giá trị cốt lõi của bộ ba sản phẩm thế hệ mới này nằm ở khả năng vận hành, các tính năng và công nghệ dẫn đầu phân khúc giúp mọi hành trình của khách hàng trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Đã một năm trôi qua kể từ khi Ford Việt Nam ra mắt các sản phẩm thế hệ mới gồm Everest, Ranger và Raptor. Các sản phẩm mới này đã được khách hàng đón nhận rất nồng nhiệt và đã mang lại kết quả kinh doanh rất khả quan. Chúng tôi đã luôn lắng nghe nhiều ý kiến phản hồi từ khách hàng và đầu tư rất nhiều vào công nghệ an toàn, thông minh và tiện nghi cho các dòng xe thế hệ mới này. Và trong chuyến hành trình trải nghiệm lần này, chúng tôi mong muốn giới truyền thông được trải nghiệm tất cả các tính năng ưu việt được trang bị trên các dòng xe thế hệ mới của Ford trên các địa hình khác nhau, đặc biệt là tại các cung đường miền núi Cao Bằng này. Chúng tôi tin rằng những giá trị về chất lượng, về an toàn, thông minh, khả năng vận hành của xe Ford sẽ được minh chứng trong chuyến hành trình này. Qua đó cho thấy được sự yêu mến, tin tưởng và ủng hộ của khách hàng là hoàn toàn đúng đắn. Xuyên suốt gần 30 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, sự hài lòng của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của Ford, với cam kết góp phần kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mỗi người được tự do di chuyển và theo đuổi ước mơ của mình. Ford Việt Nam không ngừng tập trung xây dựng những mẫu xe được trang bị công nghệ an toàn thông minh hàng đầu thế giới. Trên tất cả, Ford luôn lắng nghe và cảm nhận người dùng để hiện thực hóa mong muốn của họ về một chiếc xe đa dụng. Ngay từ bước đầu tiên trong chu trình thiết kế sản phẩm, Ford đã thực hiện hàng nghìn cuộc trao đổi với khách hàng trên nhiều khu vực, trong đó có Việt Nam, nhằm thu thập những ý kiến đóng góp khách quan nhất. Đó là yếu tố cốt lõi tạo nên thành công cho giải sản phẩm của Ford. So I think, as you know, this year has been extremely challenging. Năm 2023 là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu. Chúng ta đang đối mặt với rất nhiều khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, Ford cũng khá thành công trong năm 2022 khi ra mắt cùng lúc 5 sản phẩm mới. Chính nhờ việc ra mắt kịp thời này đã giúp cho doanh số năm 2023 rất khả quan, cũng như sự đón nhận rất nhiệt tình của khách hàng. Các dòng sản phẩm mới của Ford là một động lực rất mạnh mẽ. Chúng tôi rất vui khi các dòng sản phẩm như Ranger, Everest đã được tiêu thụ với doanh số khá lớn. Tính đến nay, Ranger đã chiếm đến 73% thị phần của phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Everest là 65% thị phần phân khúc SUV hạng trung. Với việc dẫn đầu thị phần ở từng phân khúc đã minh chứng cho những nỗ lực của Ford trong việc đầu tư vào sản phẩm là đúng đắn. Ranger có mặt tại Việt Nam từ năm 2001 và bắt đầu được lắp ráp trở lại trong nước từ năm 2021. Trải qua nhiều thế hệ sản phẩm, Ranger dần khẳng định vị thế vững chắc trong tâm trí người tiêu dùng Việt khi liên tục dẫn đầu phân khúc xe bán tải trong vòng hơn một thập kỷ qua với hơn 70% thị phần. Đến nay, Ford Việt Nam tự hào ghi nhận doanh số cộng dồn trong 3 quý đầu năm của Ranger là 11.235 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với Ford Ranger, dòng xe SUV hạng trung Ford Everest tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với doanh số cộng dồn 3 quý đầu năm 2023 đạt 6.673 xe, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 7 năm 2022, Everest thế hệ mới ra đời với sự lột xác từ ngoại thất đến nội thất, bổ sung nhiều tiện ích và tính năng an toàn cho người lái. Đầu năm 2023, phiên bản Everest Wildtrak mới ra mắt thị trường Việt Nam với những cải tiến đột phá về thiết kế giúp nâng tầm trải nghiệm off-road. So I think năm 2024, Ford tiếp tục lắng nghe ý kiến khách hàng và tập trung vào cải tiến sản phẩm mới. Tất nhiên, chúng tôi sẽ có những hoạch định lớn trong tương lai. Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi sẽ tập trung cho việc cải tiến các sản phẩm hiện có. Và khi có những thông tin kế hoạch mới, chúng tôi sẽ thông báo sớm đến các bạn. Không dừng lại ở những nỗ lực phát triển sản phẩm, Ford Việt Nam liên tục tiên phong triển khai các sáng kiến nâng cao trải nghiệm khách hàng và các chương trình xã hội, đóng góp vào phát triển bền vững ở cộng đồng sở tại. Ford mong muốn đem đến thị trường những mẫu xe chất lượng cao, phục vụ tối đa nhu cầu di chuyển, đồng thời có thể đóng vai trò như người bạn đồng hành đáng tin cậy cho từng hành trình trải nghiệm của khách hàng. Sự kiện trải nghiệm các dòng xe Ford thế hệ mới được diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023 là bước hiện thực hóa mong muốn đó. Với cung đường trải nghiệm Hà Nội Cao Bằng, các nhà báo và các chuyên gia một lần nữa được trải nghiệm lái Ford Ranger
Ranger Raptor và Everest thế hệ mới. Tham dự vào chương trình Ford Next Gen Experience lần này, tôi được trải nghiệm 3 mẫu xe gầm cao của Ford, đó là Ford Ranger, Ford Everest và Ford Ranger Raptor. Thì cái điều mà tôi ấn tượng nhất đó chính là những cái công nghệ an toàn chủ động và những công nghệ hỗ trợ lái đã giúp cho chuyến hành trình xa trở nên gần hơn, ví dụ như là công nghệ kiểm soát hành trình thích ứng nè, và công nghệ hỗ trợ định tâm làn đường. Bên cạnh đó, khi đi vào những cung đường hiểm trở thì tính năng camera 360 độ đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều, giúp cho tôi dễ thở hơn và nhàn nhã hơn khi mà đi vào những cái cung đường đó. Cuối cùng, rất cảm ơn chương trình Ford Next Gen Experience đã giúp cho tôi có được một cái chuyến hành trình thỏa mãn như ý, đi được xa hơn, đến được những nơi mới lạ hơn. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các hoạt động khám phá văn hóa địa phương và thiện nguyện hỗ trợ đồng bào vùng cao đã được đồng loạt triển khai, nối dài nỗ lực đem tới các giá trị vững bền cho cộng đồng. Ngoài tham quan các làng nghề truyền thống, hàng loạt hoạt động trách nhiệm xã hội đầy ý nghĩa được diễn ra, như tặng đèn năng lượng mặt trời và sân chơi thân thiện với môi trường cho nhà văn hóa Lũng Táo, tặng tủ sách, sân chơi và xây dựng chương trình hòm thư cho em tại trường tiểu học Quốc Toản, hướng đến chấp cánh ước mơ cho các trẻ em vùng cao. Và cái chương trình này thực sự là rất phù hợp với phong cách của những người đi ranger, tức là chúng ta sử dụng bán tải không chỉ đơn giản là chở hàng hóa, phục vụ lao động sản xuất, phục vụ kinh doanh, mà còn giúp chúng ta đi đến những cái miền đất mới, khám phá những cung đường mới để thể hiện những cái ý tưởng, những cái khám phá, và để cho chúng ta có những cái sự phong phú hơn trong cuộc sống, chứ không đơn giản là suốt ngày cắm cúi vào lao động. Liên quan đến xu hướng phát triển xe điện, xe hybrid, ông Rujit Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam cũng chia sẻ thêm. Ford trên toàn cầu có khá nhiều sản phẩm liên quan đến công nghệ tương lai như xe hybrid và xe điện. Chúng tôi có công nghệ khá vững vàng và vẫn tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Tại Việt Nam, Ford tiếp tục lắng nghe, tìm hiểu thị trường và tôi tin chắc rằng vào một thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ mang các dòng xe công nghệ mới vào thị trường này. Hơn cả một phương tiện di chuyển, xe Ford sẵn sàng là người bạn đồng hành của khách hàng từ quá trình sử dụng hàng ngày phục vụ công việc, gia đình, cho đến mọi hành trình phiêu lưu khám phá cũng như các hoạt động vì cộng đồng. Qua cái chuyến trải nghiệm lần này của chúng tôi thì được lái thử cả 3 mẫu xe thế hệ mới của Ford, đi qua những cái cung đường khác nhau, khám phá những cung đường mới cũng như là trải nghiệm những cái văn hóa địa phương. Nó giúp chúng tôi rõ ràng là có những cái trải nghiệm thực sự trọn vẹn. Và hy vọng là quý vị khán giả, những người đã, đang và có thể là sẽ sở hữu những chiếc xe của Ford cũng sẽ có những cái trải nghiệm như vậy. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin khép lại chuyên mục thử xe tuần này tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.